Thưa quý vị, trong 2 ngày qua tại công viên Biên Hùng, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Tech Quang Vina, thành phố Biên Hòa, đơn vị có trên 30.000 lao động đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai Viên Hồng Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cùng đại diện các sở ngành và hàng ngàn lao động toàn công ty tham dự chương trình. Công ty cổ phần TKG Tech Quang Vina có trên 30.000 lao động, trong đó có hàng chục ngàn lao động ngoại tỉnh, lao động trọ. Tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024, công đoàn cơ sở công ty đã trao 3.500 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, đồng thời khen thưởng 60 lao động tiêu biểu xuất sắc trong năm 2023 và tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị như TV, tủ lạnh, xe máy. Em đi làm nhưng mà không may bị bệnh hiểm nghèo. Em cũng vào công ty em làm thì nói chung công ty cũng hỗ trợ cho em rất là nhiều. Đến hôm nay cũng đầu năm mới nữa rồi công ty cũng cho em phần quà là em không biết nói gì. Em thấy rất là hạnh phúc trong cuộc đời em, chưa bao giờ em được như vậy. Trước đó, công đoàn công ty tổ chức các gian hàng ẩm thực, bán hàng không đồng và hội thi nấu bánh chưng, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Cuối năm công ty tổ chức cho các anh chị em vui, rất là vui. Công nhân được, những người khó khăn thì được nhận quà. Những người mà không khó khăn thì có may mắn thì nhận phần thưởng may mắn của công ty. Công ty cũng tạo điều kiện cho tất cả chị anh chị em một làm việc một năm. Rất là hân hái, cuối năm được hân hái vui vẻ. Rất là vui. Nói chung ở đây môi trường rất là thoáng mát, sạch sẽ. Nấu bánh chưng, có bánh chưng, rồi bán gian hàng. Công thì cũng tạo điều kiện cho công nhân rất là vui vẻ, thoải mái và có những cái giải thưởng hấp dẫn. Công ty cổ phần TKG Tech Quang Vina cho biết, năm 2023, công ty gặp nhiều khó khăn do đơn hàng giảm sút. Tuy nhiên, quan điểm của ban chấp hành công đoàn cơ sở là càng khó khăn thì càng phải nỗ lực để chăm lo người lao động hơn nữa. Chính vì thế, công đoàn đã truyền cảm hứng tới lãnh đạo doanh nghiệp và tạo được sự đồng thuận trong việc chăm lo Tết cho người lao động bằng chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ cuối năm, quy mô và hoành tráng với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên người lao động. Rất nhiều các chương trình để người lao động được thể hiện tài năng vui chơi của mình, thì cũng có rất nhiều quà tặng may mắn để cho người lao động chúng ta có cơ hội nhận được những phần quà có giá trị như là xe máy, TV, tủ lạnh, máy giặt v.v. Và ban giám đốc công ty, ban chấp hành công đoàn rất nỗ lực để cho người lao động chúng ta có một cái niềm vui trọn vẹn trong một ngày Tết vô cùng có ý nghĩa sắp tới. Dịp này, công ty cổ phần Tech Quang Vina còn phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai trao tặng 200 phần quà Tết cho các gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng.